Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay tôi đặc biệt chia sẻ với anh em thợ làm một viên pin Sony. Thì anh em làm trong nghề cũng đã biết rồi, pin Sony là một trong những mã pin mà làm khá là khó và rất là phức tạp. Thì hôm nay tôi mới nhận được một viên pin có mã là BPS35A. Thì đây là một trong những viên pin Sony mà cũng khá là phức tạp, cho nên là tôi quay video lại và để chia sẻ với anh em thợ. Trước đó thì tôi đã tháo sẵn ra rồi. Đây là viên pin Sony nhưng mà sử dụng cell Pana và sử dụng mạch của Sanier. Vâng, và với mã model BPS35A thì thường thường nó sẽ sử dụng hai loại chip. Một là 60020 và hai là 40020. Thì bây giờ tôi sẽ cùng với quý vị xem là viên pin này sử dụng chip gì nhá. Đây rồi thưa quý vị, viên pin này đang sử dụng chip là 40020. Và thỉnh thoảng thì trên máy đọc phần mềm thì nó vẫn ghi là 60020. Nhưng mà chúng ta phải căn cứ vào cái mã chip được ghi ở trên này nhá, thì nó mới chính xác. Và trước khi thay cell thì tôi sẽ cẩn thận đưa vào máy đọc phần mềm để cho nó kiểm tra xem là nó như thế nào nhá. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi kết nối viên pin Sony với hệ thống phần mềm thì tôi được kết quả như sau. Thứ nhất là sức khỏe của viên pin đang còn 70%. Thứ hai là dòng xả dòng sạc thì đã bị khóa. Và viên pin này đã sạc xả được 305 lần. Thì viên pin này vốn dĩ là pin Sony, nhưng mà nó chỉ đọc thông tin ở đầu 04. Và nếu như mà đọc thông tin ở đầu 04 thì có nghĩa rằng là viên pin này là mạch của Sanier. Đây là mã model là BPS35A. Và ở đây có một cái phần đặc biệt quý vị lưu ý này. Ở đây là nó ghi con chip là 60020, nhưng mà hồi nãy quý vị đã nhìn ở trên mạch rồi, nó chính là 40020. Thì ở đây chúng ta có thấy rằng là hai kết quả. Thì tôi kích cái view này lên thì nó sẽ có là kết quả thứ nhất là 60020 và kết quả thứ hai là 40020. Nếu như mà trường hợp này xảy ra thì quý vị hãy căn cứ vào cái thông số mà ghi ở trên lưng con chip. Rồi thì bây giờ tôi sẽ thay dàn cell mới cho viên pin này trước khi chạy phần mềm. Vâng thưa quý vị, và dàn cell mà tôi chuẩn bị thay vào viên pin Sony này đó chính là pin MH1 của LG. Dàn cell này có dung lượng là 3000 mAh nhé. Và như mọi khi thì trước khi hàn mạch vào khối cell thì tôi thường là đấu lại cầu chì. Nhưng mà hôm nay có khác một chút là với tất cả những viên pin Sony thì cầu chì sẽ được để nguyên nếu như nó không đứt. Còn nếu như trong trường hợp mà làm xong mà cầu chì bị đứt thì chúng ta phải đấu lại cầu chì và chạy xong phần mềm. Sau khi chạy xong phần mềm thì quý vị lại gỡ hết cell ra và đấu một cái con trở là 5R6 vào đây. Sau đấy thì chúng ta lắp cell lại thì nó mới sạc xả được ở trên máy. Thì cái chi tiết mà câu con 5R6 thì tôi sẽ nói ở cái phần mà video lắp cầu chì cho tất cả các viên pin. Rồi thì bây giờ tôi sẽ gắn cái mạch này vào khối pin MH1. Vâng thưa quý vị, sau khi mà lắp vừa vào cái khuôn này thì tôi cũng chưa vội đóng cái nắp vỏ lại. Bởi vì lát nữa chạy phần mềm xong thì tôi còn phải kiểm tra lại cầu chì xem là có đứt hay không. Và nếu như cầu chì mà đứt thì tôi lại phải xử lý lại cầu chì. Cho nên là tôi sẽ để nguyên như thế này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ kết nối vào máy tính để chạy lại phần mềm. Vâng thưa quý vị và các bạn, sau khi mà thay dàn cell mới xong thì điện áp của 4 cell pin này rất là đều nhau. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chạy phần mềm cho viên pin này. Thì trước khi chạy phần mềm thì tôi sẽ lưu lại cái thông tin của viên pin này đã. Rồi thì bây giờ tôi sẽ tính toán cái phần dung lượng của viên pin. Thì ở đây nó hiển thị là 4234. Đơn vị này có nghĩa rằng là nó đang hiển thị là mWh, nghĩa là 42W. Đây tôi sẽ dùng bảng này để tôi tính toán. Thứ nhất là viên pin này có số vôn là 14,4V. Thì tôi sẽ chọn cái phần này là 11400. Và ở đây thì số watt của nó là 42. Thì tôi đầu tiên tôi sẽ chọn là 2800 mAh, thì số watt đang là 31. Thì ở đây tôi sẽ chọn thử là 2950 đi. 2950 thì nó hơi quá, thì tôi sẽ chọn là 2940. Đây rồi thưa quý vị, như vậy thì dung lượng của viên pin này là 2940 mAh. Thì lát nữa tôi chạy thì tôi sẽ nhập vào là 2950 mAh cũng được.
Rồi thì bây giờ tôi sẽ mở menu Repair On lên. Thì hồi nãy như tôi đã nói, nếu như viên pin này mà đọc điện áp ở kênh số 4 thì có nghĩa rằng là mạch này là mạch Sanier. Thì bây giờ tôi sẽ vào cái phần Sanier và tôi sẽ chọn tên chip là 40020. Rồi ở đây thì tôi sẽ đọc flash data. Tôi sẽ lưu vào mục đây, Sony. Tiếp theo thì tôi sẽ đọc flash program. Trước tiên là tôi sẽ lưu tất cả các cái thông tin của viên pin này lại cái đã. Vâng, và sau khi mà đọc flash data và flash program thì như quý vị đã thấy là cái phần mà ROM này nó đã bị ẩn đi, nghĩa là nó không cho đọc và không cho ghi. Thì bây giờ tôi sẽ tắt đi. Thì bây giờ tôi sẽ vào menu Resan, RAM Reset. Tôi sẽ tìm tiếp là đây rồi, 40020 Sanier, thì tôi sẽ click vào đây. Và tôi sẽ đợi một chút để cho menu nó sáng lên. Đây rồi thưa quý vị. Đầu tiên thì tôi sẽ đọc ROM. Đấy, tôi sẽ lưu lại. Cái phần này quý vị phải làm hết sức cẩn thận nhé, không có là hư luôn viên pin. Thì ngay tại đây thì tôi sẽ vào cái mục Restore Data. Và tôi mở cái phần lúc nãy tôi vừa mới đọc lên. Rồi tôi sẽ nhấn vào default. Tại cái phần này thì tôi sẽ chọn là 2950 mAh. Phần này là mã bảo hành. Đây rồi. Bây giờ thì tôi sẽ mở thử cái phần test lên. Vâng, đây rồi thưa quý vị, như vậy thì tôi đã reset thành công cho viên pin Sony BPS35A này. Và như quý vị đã nhìn thấy là sức khỏe của viên pin đang là 100%. Số lần sạc xả đã trở về 1 lần. Và dung lượng của viên pin là 4234 mAh, tương đương với 42W. Thì bây giờ tôi sẽ kích vào đây xem nó đã chuyển được chưa nhé. Ở đây rồi thưa quý vị, như vậy là sau khi mà reset xong phần mềm thì bây giờ tôi đã kích vào cái nút mAh và nó đã chuyển sang là 2940 mAh rồi. Và điện áp của 4 cell pin thì rất là đều nhau. Và bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy là đã xả ok rồi nhá. Và bây giờ thì tôi sẽ xả thử. Đây rồi thưa quý vị, như vậy là đã xả ok rồi. Thì ở đây quý vị đang nhìn thấy rằng là 203 mA, tương đương với lại 0,2 A. Thì đối với pin Sony thì khi mà sạc thì tôi sẽ chỉ định dòng là 0,2 A thôi, để đảm bảo là cái cầu chì của chúng ta khi mà chưa đấu lại thì nó sẽ được an toàn. Thì tôi xin nhắc lại là với dòng pin Sony tôi sẽ không đấu lại chì, và khi sạc thì tôi chỉ sạc với dòng sạc là 0,2 A. Và quý vị có thể nhìn rằng là viên pin này tôi đóng là điện áp của 4 cell pin vô cùng đều nhau luôn, đều tăm tắp luôn. Bây giờ thì tôi sẽ chụp lại một cái hình để ghi lại cái thông tin của viên pin này sau khi mà chạy xong. Và quý vị nào mà có pin laptop bị hư, bị chai hay bị hỏng mà muốn sửa lại hoặc là muốn tôi tư vấn về kỹ thuật thì quý vị có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0969 988 500. Đây cũng là số điện thoại mà tôi sử dụng Zalo. Và video của tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của tôi. Và bạn nào thấy hay mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem những video tiếp theo của tôi. Vâng thưa quý vị và các bạn, đây là cell pin cũ của viên pin Sony tôi đã thay ra. Và đây là viên pin mà tôi đã làm hoàn thiện. Sau khi mà làm xong thì mời quý vị xem qua.